Xin chào mọi người, Mr. Zero đã quay trở lại rồi đây. Những pha cứu thua lịch sử khó có thể tái hiện. Một số thủ môn có khả năng kỳ lạ về sức bật và tài phán đoán trở thành chỗ dựa vững chắc của các đội bóng thành công. Những tình huống chỉ có tài năng xuất chúng của thủ môn mới ngăn chặn được bàn thắng của đối thủ. Vậy, hãy cùng Mr. Zero điểm qua những pha cứu thua lịch sử khó có thể tái hiện lại trong bóng đá nhé. Đừng quên bấm nút like, share và đăng ký kênh cho Mr. Zero nào. Tạm biệt! Một số thủ môn có khả năng kỳ lạ về sức bật và tài phán đoán, trở thành chỗ dựa vững chắc của các đội bóng thành công. Thực tế cho thấy những tình huống chỉ có tài năng xuất chúng của thủ môn mới ngăn chặn được những bàn thắng của đối thủ. Vậy hãy cùng Mr. Zero điểm qua những pha cứu thua lịch sử khó có thể tái hiện lại trong bóng đá nhé. Nhắc đến cái tên Manuel Neuer, người ta nhớ ngay đến những pha cản bóng xuất thần và sự vững chắc trước khung thành của thủ môn sinh năm 1986 này. Tại World Cup mùa hè năm 2014, người gác đền của Bayern Munich còn vinh dự nhận giải găng tay vàng. Không chỉ vậy, Neuer còn vượt mặt nhiều đối thủ đáng gờm khác như Lionel Messi để lọt vào top 3 cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu năm 2014. Tôi là một người thích lái xe ở tốc độ nhanh nhưng luôn thắt dây an toàn. Neuer từng chia sẻ, câu nói này cũng phản ánh một cách sinh động lối chơi của thủ môn số 1 đội tuyển Đức, táo bạo nhưng không mạo hiểm. Những pha cản phá bóng bằng chân rời khỏi vòng cấm, phối hợp nhuần nhuyễn với các hậu vệ đội nhà hay một số lần soạt bóng như một trung vệ xịn đã đưa tên tuổi của thủ thành Bayern Munich nổi tiếng khắp thế giới. Hugo Lloris, chàng thủ môn sinh năm 1986, không nói nhiều như Mandanda, cũng chẳng bay người đẹp mắt như Benoît Costil. Ở thủ thành người Pháp, có một tinh thần không thể lay chuyển, điều hiếm thấy ở đội tuyển Pháp ở thời điểm chuyển giao đầy hỗn loạn. Từ U18, U19, U20, U21 đến đội tuyển quốc gia, Lloris chiếm trọn khung gỗ đội nhà bằng tài năng và lòng quả cảm. 75% là tỷ lệ cứu thua cao nhất giải Ngoại hạng Anh, là con số giúp Lloris hiện đang là một trong các thủ môn xuất sắc nhất lúc này. Người gác đền Tottenham và đội tuyển quốc gia Pháp luôn có những pha cứu thua bằng cách nhảy lên cản phá đường bóng hoặc bay người cản phá, pha đánh đầu của Martin Caceres ở khoảng cách 5m50 xuất sắc cứu thua cho đội tuyển Pháp như chúng ta đang xem. Gianluigi Donnarumma đã ra mắt chính thức ở tuổi 16-8 tháng, trở thành thủ môn trẻ thứ nhì thi đấu tại Serie A trong trận Milan Sassuolo ngày 25 tháng 10 năm 2015. Anh đã phá kỷ lục của thần tượng Buffon, người có trận ra mắt năm 17 tuổi. Donnarumma cũng phá kỷ lục là thủ môn trẻ nhất được triệu tập lên tuổi Italy, năm 17 tuổi, 6 tháng, 7 ngày. Chiều cao và sự tự tin giúp Donnarumma luôn xử lý tốt các pha bóng bổng. Hơn thế nữa, cầu thủ trẻ luôn linh hoạt bắt kịp hướng bóng để nhanh chóng đưa ra những đường cản phá thành công nhất. Chúng ta đang được xem pha cứu thua của David De Gea cho MU. Đến lúc này khi xem lại, tôi vẫn còn ngỡ ngàng vì màn trình diễn quá tuyệt vời của De Gea. Với vóc dáng mảnh khảnh, mái tóc vàng và khả năng xử lý bóng bằng chân, chàng trai sinh năm 1990 đã được các đồng đội ở Atlético gọi với biệt danh Van der Gea. Là một trong những thủ thành đắt giá nhất tại Anh khi MU phải trả số tiền là 17,8 triệu bảng cho De Gea. Anh vẫn nắm giữ kỷ lục của thủ thành đắt giá nhất Premier League cho đến mùa hè năm 2017. Ít ai biết rằng Thibaut Courtois khởi đầu từ một hậu vệ trái, nhưng điều này không làm khó cầu thủ cao 1m99 này. Tận dụng được lợi ích từ chiều cao của mình cùng với kỹ năng từng thi đấu nhiều mùa giải, anh này luôn có những pha cản bóng với chiến thuật siêu việt. Dù là ở cự ly nào đi chăng nữa, sẽ rất khó khi muốn bước qua cửa của người gác đền quốc tịch Bỉ. Tim Krul, mới nghe cái tên này, bạn liên tưởng ngay đến diễn viên Hollywood nổi tiếng Tom Cruise, lúc nào cũng trong vai là một người hùng trong phim hành động đúng không? Còn Tim Krul cũng là một người hùng trong bóng đá nhé. Bởi lẽ, người gác đền của Norwich City hiện nay từng ẵm riêng sân khấu ở World Cup năm 2014.
không thể ghi bàn. Hà Lan buộc phải thi đấu thêm 2 hiệp phụ. Còn 1 phút trước khi kết thúc hiệp đá phụ, huấn luyện viên Wenger quyết định tung thủ thành Tim Krul vào sân nhằm hướng tới loạt đấu súng. Thật kinh ngạc, chính anh đã cản phá được 2/5 quả penalty của Costa Rica, tạo những pha cứu thua vô cùng đẹp mắt. Đối thủ nắm được điểm yếu của Navas nên càng tập trung ghi bàn dàn ra hai phía. Navas tả sung hữu đột, liên tục bay lượn để vô hiệu hóa những quả sút từ mọi cự ly của các đối thủ. Keylor Navas, sinh năm 1986, là cầu thủ người Costa Rica, đang chơi cho câu lạc bộ bóng đá Pháp PSG và đội tuyển bóng đá quốc gia Costa Rica. Phản xạ, phản ứng, tốc độ là những phẩm chất nổi bật nhất của Navas và cũng là một trong những điều mà khiến các chân sút bên phía Levante, Ceuta, Rome, Sevilla phải nản lòng sau khi đối đầu với người các đền này. Chúng ta đang được theo dõi những pha cứu thua đến từ Edinson, thủ thành 26 tuổi của Man City, một thủ môn giỏi, không chỉ biết bảo vệ khung thành mà còn tham gia vào lưới chơi chung của toàn đội. Và Edinson đáp ứng đầy đủ những tiêu chuẩn ấy để trở thành một mắt xích hoàn hảo trong hệ thống luân chuyển và phối hợp nhịp nhàng với đồng đội. Thủ thành người Brazil thường xuyên phối hợp với các hậu vệ để triển khai bóng từ phần sân nhà. Nhờ khả năng xử lý bóng bằng chân cực tốt, Edinson luôn chủ động tìm ra khoảng trống để phát động tấn công hoặc châm ngòi cho các đợt lên bóng. Kepa Arrizabalaga hiện đang là người gác đền cho Chelsea. Nhìn vào những pha cứu thua của Kepa, ta có thể thấy được khả năng phản xạ linh hoạt của anh. Thủ thành 25 tuổi rất chủ động trong mỗi pha cản bóng vào khung thành đội mình. Kepa Arrizabalaga còn nổi tiếng là thủ môn có khả năng cản phá penalty tuyệt vời. Ở giải U19 châu Âu diễn ra vào năm 2002, Kepa liên tiếp từ chối cú sút 11m của Samuel Umtiti và Geoffrey Kondogbia, nhờ đó U19 Tây Ban Nha đánh bại U19 Pháp để thẳng tiến đến trận chung kết. Sami Khedira nhận bóng từ đồng đội, tung cú sút xa, quá đẹp, nhưng không, bóng bị cản phá ngay lập tức sau cú vươn người của thủ thành Alex Meret, cứu thua thành công cho SSC Napoli. Cao 1m90, Meret có thể hình lý tưởng của một thủ thành hàng đầu. Xứ sở mì ống sở hữu không ít tài năng trong khung gỗ không chỉ tại Syria mà còn trên toàn thế giới. Nhưng tài năng ở Meret, một người gác đền mang tới cảm giác Francesco Todo trong quá khứ bằng phản xạ cực nhanh cùng khả năng kiểm soát bóng bổng tốt. Những pha bay người cản phá bóng, những pha cứu bóng đẹp mắt mà chúng ta đang được xem đến từ Tom Heaton. Cầu thủ sinh năm 1986 đang là thủ môn cho Aston Villa. Thủ thành 33 tuổi luôn được đồng nghiệp ví như là người hùng. Cầu thủ trẻ Anderson của Arsenal tăng tốc bên cánh trái rồi kết thúc nhanh, nhưng Nisbop kịp thời hóa giải bằng chân. Từng là một cầu thủ vô danh, Nisbop đã đi lên một mạch 35 trận ở giải ngoại hạng với 11 trận giữ sạch lưới. Thành tích này chỉ đứng sau những người gác đền của các đội bóng lớn như De Gea, Lloris, Coutinho hay Edison. Được đánh giá là người gác đền hứa hẹn bậc nhất của bóng đá Ba Lan, sau mai sinh năm 1997, Balomi Dragowski đã thể hiện bản thân rất tốt trong nhiều trận đấu, bay người cứu thua, liên tục cản bóng bằng tay linh hoạt. Thủ môn, anh là ai? Đấy là người hùng thầm lặng khi đội chiến thắng, là tội đồ hay vật tế thần khi đội thất bại. Họ là những kẻ cô độc nhất trên sân, thậm chí phải chơi bóng theo nhiều điều luật riêng, khác hẳn 10 cầu thủ còn lại. Cũng chính vì điều này nên từng có rất nhiều thủ môn bỏ ngỏ khung thành chạy đi hỗ trợ đồng đội. Nhưng đến phiên trình diễn của mình, bằng tay, chân, đầu, bằng mọi bộ phận trên cơ thể, tất cả đều cố gắng cứu được bàn thua cho đội nhà. Chúng ta
tiếp tục đến với những pha cứu thua từ Benjamin Leconte. Khi anh còn chơi cho Montpellier, cầu thủ sinh năm 1991 có những pha cản phá bóng bằng tay chính xác. Hơn thế nữa, những cú xả người cứu thua ngoạn mục của anh vô cùng đẹp mắt. Ben Leno, người gác đền sinh năm 1992 đã thể hiện những màn cứu thua bằng chân rất dứt khoát, vô hiệu hóa những cú sút từ cự ly gần của đối thủ. Sami Handanovic đã được hai lần hiệp hội cầu thủ nhà nghề Italia AIC bầu là thủ môn xuất sắc nhất mùa. Mùa trước anh được ban tổ chức Serie A tôn vinh là cầu thủ hay nhất. Kết quả thật xứng đáng cho anh vì chúng ta có thể xem một số pha bắt bóng của Handanovic. Thủ môn sinh năm 1984 này luôn biết phối hợp nhịp nhàng các kỹ năng lại với nhau để thực hiện các pha cứu thua đẹp mắt. Bạn yêu thích pha cứu thua nào nhất? Hãy để lại bình luận ngay phía dưới và cũng đừng quên nhấn like, share, subscribe và bật chuông thông báo để nhận được những thông tin mới nhất từ kênh của chúng mình. Xin chào và hẹn gặp lại!